bằng D6 gì cả. Ơi nó cũ. Cũ thấy ghê mà đồ thấy còn đầy đủ quá. Mình quay máy máy này nước ngoài nhìn thấy nó cười quá. Chơi được cái liệu của người ta không đó. Về cũng đưa ra đúng rồi. Liệu vậy đó, Trung Quốc chạy sao bằng. Trung Quốc mới, chấp Trung Quốc mới luôn đó. Cái máy cùi cùi với Trung Quốc mới là khoảng 2 sát. Chết mình chứ. Mở cái cục gió ra luôn hả? Quạt. Anh mở cái này luôn nè. Mở lấy nguyên cái cụm này biết ra rồi, bây giờ mở con này trước nè. Con đó mở sau đi, con đó nó dính vô ấy mà. Vậy, con đó mở trước mới được, mới thọng tới trong được. Mở lấy này lên nè, ở trong cái cục số, cục 6 trong đó đó. Mình mới dặn cái đó ra. Cái này hồi lấy ra sau. Hai con này cũng dính nhau nè. Cũng lấy cụm này lên nè, mới mở nó ra. Đâu có lấy được. Nó còn mấy con hốc sao ly thế gì nè, đúng không? Sao ly nè, sao ly. Do không được thì bánh chớn phải lấy ra trước.
bóc cái bắp. Cái đầu sẵn rồi đó, cái máy nào có tình nhớ. Nó đâu có dư dừa máy đâu. Lôi đi hoài luôn. Trời ơi, chạy vậy là nóng rồi. Yeah.